Xin chào, lại một đường dây cờ bạc online nữa bị bắt. Sau rất nhiều các vụ án nghìn tỷ thì chúng ta thấy một điều rằng lúc nào cũng luôn có rất nhiều người muốn kiếm tiền theo cách không phải làm mà vẫn có ăn, vẫn cắm đầu vào con đường đỏ đen bất chấp những rủi ro cực kỳ lớn, có thể phải bán nhà ra đi ở, đi tù để vợ con ở nhà phục vụ thằng khác. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ phân tích để các bạn thấy rủi ro trong việc đánh bạc online lớn đến mức nào và tại sao các bạn không nên mù quáng mong muốn làm giàu nhờ cái trò trái pháp luật này. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Thứ nhất, đánh bạc online là một trò chơi tổng âm. Tổng âm có nghĩa là gì? Rất đơn giản, đó là tổng số tiền của người thua và người thắng cộng lại không bằng số tiền ban đầu bỏ ra. Thế thì cái phần thiếu hụt nó đi đâu? Thì chắc chắn là nó sẽ chui vào túi những kẻ đứng sau cái ứng dụng đánh bạc đó. Nếu nhìn lại các vụ án bắt đường dây đánh bạc online, các bạn sẽ thấy các đối tượng tổ chức chỉ trong vòng 1-2 năm đã thu lời tới hàng nghìn tỷ đồng. Hàng nghìn tỷ các bạn ạ. Nói miệng thì nghìn tỷ nó cũng chỉ là hai chữ cái thôi, nhưng thử hình dung xem, cái chuỗi Thế Giới Di Động phủ khắp cả nước với hàng chục nghìn nhân viên, cân nhắc đến từng đồng tiền thuê nhà như vậy mà một năm trời cũng chỉ lãi có vài nghìn tỷ. Trong khi các ông tổ chức đánh bạc chỉ cần nhóm vài người cũng có thể thu lời hàng nghìn tỷ đồng, vậy mà vẫn có rất nhiều người sẵn sàng cúng tiền cho chúng nó. Để rồi khi người yêu của bạn phải yêu thằng khác vì bạn nghèo, thì cái thằng tổ chức nó lại vung tiền không cần suy nghĩ mua cho người yêu con xe 5 tỷ khiến cả xã hội trầm trồ. Mà nó lấy tiền từ đâu? Từ túi các bạn chứ còn đâu nữa. Thực thì đánh bạc online có hai hình thức. Một là những người chơi tự chơi với nhau. Với hình thức này thì mỗi ván ứng dụng sẽ thu phí khoảng 2,5%. Như vậy chưa cần biết ai thắng ai thua thì kẻ đứng ra tổ chức cũng hốt được một đống tiền rồi. Ví dụ tổng số tiền mọi người chơi là 1 tỷ thì nó dễ dàng đã bỏ túi 25 triệu mà chẳng cần phải làm gì. Trong khi bạn còng lưng ra trả nợ cho bên vay nặng lãi thì nó ngồi bên bãi biển có cái xinh đút cho từng miếng bưởi. Còn hình thức thứ hai là chơi trực tiếp với nhà cái. Tức là nhà cái tổ chức các hình thức cá cược. Bạn thắng thì nhà cái trả tiền cho bạn, bạn thua thì nhà cái hưởng. Với hình thức này đảm bảo 100% các bạn sẽ thua. Bởi vì ví dụ như chơi tài xỉu, nếu chơi trực tiếp như các bạn hay thấy trong phim Trung Quốc, việc ra tài hay xỉu là ngẫu nhiên, khó mà kiểm soát được. Nhưng chơi trực tuyến, phần mềm nó đã thống kê được bên nào cược nhiều hơn, tài hay xỉu. Ví dụ tài cược 100 triệu, xỉu cược 80 triệu thì phần mềm sẽ ngay lập tức cho tài thua, sau đó lấy 100 triệu trả cho bên kia 80 triệu, nhẹ nhàng thằng đứng sau tổ chức lại đút túi 20 triệu. Thế thì bạn có thể thắng được người chơi chứ không bao giờ thắng được chủ sàn. Tóm lại chơi kiểu gì thì cũng lỗ. Bạn bè anh em mình đã rất nhiều người nợ nần bán nhà mất việc vì chơi cờ bạc online, nhưng chưa thấy một ai thắng được trò này. Có thắng thì cũng chỉ được vài ba hôm đầu, về sau lại thấy vỡ nợ rồi. Vấn đề thứ hai đó là chơi bạc trên điện thoại. Bạn sẽ không cảm thấy tiếc tiền. Nếu như chơi trực tiếp, khi thua bạn phải tận tay đưa tiền mặt cho thằng khác, đảm bảo bạn sẽ nghẹt ra vì tiếc tiền. Thế nhưng chơi online trên điện thoại thì mọi thứ lại khác hẳn. Tiền chỉ là những con số, bạn có thể bấm gửi đi cả 100 triệu mà chẳng cảm thấy điều gì. Có tiếc nhưng không thể bằng việc cầm 100 triệu đưa cho người khác được. Điều đó dẫn đến việc là bạn sẽ chơi lớn hơn, nhiều tiền hơn, mạnh hơn. Kết cục là lỗ đậm hơn và ra đảo sớm hơn. Có nhiều người đánh bạc trực tiếp một đêm chỉ mất vài triệu, căng lắm là vài chục. Nhưng đánh bạc online thì một đêm bay cả con ô tô là điều rất bình thường. Cứ thử tưởng tượng nếu bây giờ trước khi chơi, người chơi sẽ phải so sánh với việc mình phải đối diện. Ví dụ chơi một ván tài xỉu 500.000, phần mềm nó sẽ hỏi: nếu bạn thua, bạn sẽ phải đi làm phụ hồ 2 ngày cho chúng tôi để đổi lấy số tiền này, thì bạn có đồng ý không? Chắc chắn là không, vì lúc đó bạn nhận thức rõ đồng tiền nó quý như thế nào. Nhưng nếu bạn có 500.000 trong tài khoản, thì bạn sẵn sàng bấm nút đặt cược mà chẳng suy nghĩ việc mình đã kiếm nó vất vả ra sao. Thế nên chơi online thường làm người chơi suy nghĩ nhẹ nhàng về tiền, khiến người chơi chơi lớn hơn và cũng vì thế mà mất nhiều hơn. Và rủi ro thứ ba là chơi bạc online sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Rõ ràng như thế nào? Thì hãy hình dung, nếu chơi trực tiếp, bạn không bị camera quay lại, không bị công an bắt thì trận đánh bạc hôm đấy xem như đã thoát nạn. Nhưng nếu chơi trực tuyến, mọi lịch sử giao dịch, mọi thông tin của bạn đều được ghi lại chính xác đến từng chi tiết và lưu rất lâu. Nếu chẳng may công an bắt được đường dây đó và quyết tâm điều tra, thì sẽ không thể nào thoát được. Thông tin không chỉ được lưu ở hệ thống chơi bạc mà còn bên ngân hàng, bên mạng viễn thông. Một khi đã chơi thì sẽ để lại dấu vết. Tóm lại, chơi bạc online rất rủi ro.
bạn sẽ phải chấp nhận một cái kèo mà thằng tổ chức luôn thắng, lại còn rất dễ bị dụ chơi lớn, sau rồi có thể bị công an bắt dù đã nhiều tháng trôi qua. Quan trọng hơn là bạn có thể mất nhà, mất vợ con và đi tù, mất hết tương lai. Còn không đi tù thì cũng phải ngồi nhìn thằng tổ chức nó cười hả hê, vung tiền cho gái mà không phải tiếc. Chân lý bao giờ cũng là phải có lao động tạo ra đồng tiền chân chính thì mới mang lại hạnh phúc bền vững. Còn đã trái pháp luật thì sớm muộn gì cũng phải nhận quả báo. Đừng chơi bạc nữa các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.